chương 1191, tương lai đạo lữ. Ai nha? Một tiếng thở dài, quảng đại ngư duỗi cái lưng mệt mỏi, cuối cùng trở về. Dễ ngữ rừng rậm chỗ ấy thật không phải là người đợi địa phương. Tuyên vân tâm, mạnh tiểu mấy người cũng là một mặt mỏi mệt. Mạnh tiểu vỗ vỗ mặt mình, ngữ khí mỏi mệt, những cái kia màu đen quái vật là cái gì, thật là đáng sợ. Nếu như không phải vân tâm tỷ tỷ, chúng ta những người này nhất định phải chết. Lời này vừa nói ra, vô luận là giả tôn, vẫn là phương hiểu cũng nhịn không được biến sắc quản đại ngư biểu lộ nghiêm túc trầm giọng đem tình báo của mình nói nghe nói đã có mấy đội nhân mã toàn quân hủy diệt những cái kia màu đen quái vật mười phần kinh khủng người cùng cảnh giới thật đúng là không phải là đối thủ của chúng học viện bên kia đã cao độ coi trọng phái ra lão sư di dò xét nguyên nhân mọi người tại dễ ngữ trong rừng rậm thí luyện không nghĩ tới bị màu đen quái vật tốc độ nhanh lực lượng cường đại như cùng đi từ địa ngục ma quỷ đồng dạng cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn giống giả tôn cùng phương hiểu hai cái thực lực hơi yếu càng là bị thương. Bất quá cuối cùng tại mọi người liên thủ phía dưới, đánh nuôi màu đen quái vật, có thể an toàn. Hiện tại nhất lên, bọn hắn vẫn như củ lòng còn sợ hãi. Cuối cùng, vẫn là tuyên vân tâm mở miệng, tốt, dễ ngữ rừng rậm sự tình đừng đi suy nghĩ. Màu đen quái vật sự tình có các lão sư đi xử ly, nhóm chúng ta nghỉ ngơi thật tốt đi. Mạnh tiếu nói thầm, không biết rõ cái kia gia hỏa bây giờ đang làm gì. Sau đó giận giữ đá đá trên đất cục đá, khăn định là tại hái hoa ngắt có đi. Mạnh Tiếu đối Lữ Thiếu Khanh rất có hảo cảm, hiện tại cũng là rất muốn gặp đến Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn mặc dù là tại dễ ngữ rừng rậm, nhưng có thể từ thiên cơ bài biết rõ người thành phát sinh tin tức. Lữ Thiếu Khanh trải qua đầu đề, đám người đối với hắn một chút động tĩnh vẫn là có hiểu biết. Lữ Thiếu Khanh mang theo giảng nam rêu rao khắp nơi, nghiễm nhiên đạo lữ bộ dáng, để Mạnh Tiểu rất không vui vẻ. Quảng Đại Ngưu cười hắc hắc, hắn dương lên trong tay thiên cơ bài, tự hồ mười phần vui vẻ, ta được đến nội bộ tin tức, cái kia ghê tẩm gia hỏa phải xui xẻo chuyện gì xảy ra? Mạnh tiểu rõ ràng thẩn trương bắt đầu, coi như tuyên vân tâm cũng ném lấy chú y ánh mắt. Quảng đại ngư cười đến cản thêm vui vẻ, thân là thiên cơ giả, tin tức so với hắn người có thể sớm một bước, hắn đắc y đem hắn biết đến tin tức nói ra. Quảng đại ngư sau khi nói xong, hắn nhìn thoáng qua tuyên vân tâm. Tuyên vân tâm sắc mặt cố quái, phương hiểu sắc mặt đông dạng cổ quái. Mạnh tiểu sau khi nghe xong, lo lắng, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy tới cửa bức thoái vị, cái kia gia hỏa cũng rất nhức đầu a. À mà Phương Hiểu thì cười an ủi mạnh tiếu, không cần phải lo lắng, Lữ công tử hắn có thể xử lý. Không cốt hồi ức đánh tới, để tuyên vân tâm trong lòng sinh ra một cổ không phục, nàng nhàn nhạt nói, chưa hẳn, cái này sự tình, không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Hử, trước đó thế mà lấy ta làm tấm mộc, ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể làm thế nào? Phương Hiếu nhìn xem tuyên vân tâm, hé miệng mà cười, nhắc nhở tuyên vân tâm một câu, biện pháp cũ cũng không phải không được. Mạnh tiểu cùng giả tôn không rõ ràng, đã hiếu qua quảng đại ngưu đứng tại tuyên vân tâm bên này, hắn nhắc nhở Phương Hiểu, Vân Tâm Sư tỷ cùng Giảng Nam đều tại phong. Hoa trên bảng. Phương Hiểu Minh uống phí tới, biện pháp cũ, hoàn toàn chính xác không được. Lần này người là Giảng Nam ủng độn, dám cờ mờ Tuyên Vân Tâm đến thề, liền đợi đến Tuyên Vân Tâm ủng độn tới gì. Mạnh Tiếu rất kỳ quái, các ngươi đang nói cái gì a? À? Tuyên Vân Tâm trực tiếp đánh gây, đi thôi, hiện tại đi xem hắn một chút làm thế nào. Tuyên Vân Tâm một đoàn người đi tới giảng gia nơi này, vừa đến nơi đây, liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh một câu có tương lai đạo lữ lời nói, để mấy người bọn hắn đều ngây dại. Mạnh Tiểu kém chút nhảy dựng lên, muốn xông tới hỏi thăm rõ ràng. May mắn Phương Hiểu một phát bắt được nàng, đừng xúc động. Mạnh Tiểu quơ hai cái viên thuốc, dương nanh múa vuốt, hắn có đạo lữ rồi. Cái gì thời điểm? Là ai? Thật sự là hoa tâm đại la bạch, ta muốn thay gợn muội mùi thu thập hắn. Thật là, ghê tẩm gia hỏa, lại tới đây cũng không an phận, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ta muốn đánh chết hắn. Quảng Đại Ngưu cũng là ngạc nhiên, cái này gia hỏa có đạo lữ sao? Là ai a? À? Cái nào mắc bị mù coi trọng cái này hỗn đảng? Tuyên Vân Tâm trong lòng sinh ra một cổ không hiểu không thoải mái, quả nhiên là một tên hỗn đáng. Lữ Thiếu Khanh một câu ta có tương lai đạo lữ, chẳng những để Tuyên Vân Tâm bên này người không lời, cũng làm cho tràn diện an quỳnh lại. Cho nên người đều hoài nghĩ mình nghe lầm. Cái này hỗn đáng có đạo lữ rồi. Giảng bắt vô vỗ đầu của mình, hắn cũng bị kinh trụ. Có người để y chính mình cái này tiện nghĩ đại ca sợ không phải mùa A. À. Giảng Bắc Hiếu Kỳ hỏi Tiêu Y, là ai? Tiêu Y mê mang lắc đầu, không biết rõ. Chẳng lẽ tại ta cùng nhị sư huynh tách ra hơn 2 năm thời gian bên trong, nhị sư huynh tìm được hắn đạo lữ? Đại sư huynh làm sao bây giờ? Đại sư huynh sẽ đồng ý sao? Tiêu Y bên này mười phần nghĩ hoặc, nàng cũng nghĩ xong đi lên hỏi thăm rõ ràng. Đương nhiên, lời này cũng làm cho trốn ở một bên xem trò vui ngao đức, bao dịch bọn người ngây ngấn cả người. Nhưng là, rất nhanh ngao đức cười lạnh, giáo hoạch gia hỏa, coi là bộ dạng này liền có thể hồ lộng qua rồi. Bao dịch rất tán thành, không sai, hôm nay hẳn nhất định phải thân bại danh liệt. Ngao Đức đối Ngao Thương nói, tiếp tục náo, nói cho những người khác, đây là hẳn dùng đế gạt người trò xiết mà thôi. Bao dịch bổ sung một câu, để hắn xuất ra chứng cứ tới. Ngao Đức, bao dịch liên thủ, âm thâm xui khiến người tới đây nháo sự, tự nhiên cũng có người trộn lẫn ở trong đó, tùy thời mà động. Những người khác mặc dù giật mình lữ thiếu khanh có tương lai đạo lữ, nhưng là tại Ngao Đức bao dịch người cố động phía dưới, những người khác lần nữa trách móc chứng cứ chứng cứ đâu ngươi nói có là có ngươi cho dù có tương lai đạo lữ nhưng là cũng không cách nào chứng minh ngươi là một cái chính nhân quân tử đám người thanh thế lại một lần nữa mênh mông cuồn cuộn thăng bức lữ thiếu khanh bọn hắn tán ra cường đại khí lãng quét sạch ra hóa thành từng đợt phong bạo không ngừng đánh thẳng vào chu vi chung quanh kiến trúc tại cổ này xung kích phía dưới lung lay sắp đố mười phần kinh khủng mọi người còn nói lời vô dụng làm gì cùng một chỗ ra tay đi đánh chết cái này hỗn đảng, trợ giảng nam tiểu thư một chút sức lực. Ngao Đức, bao dịch người giấu ở trong đó, lớn tiếng cố động. Lữ Thiếu Khanh tự hồ bị ép bất đắc dĩ, hắn hét lớn một tiếng, ta mang các ngươi đi tìm ta sư nương, để nàng cho ta chứng minh. Chương 1192, ta sự nương, tại Ngao Gia A. Sư nương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại ngây đại. Tiêu y bên này kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn. Ta cái gì thời điểm có sư nương rồi? chẳng lẽ ta bị nhốt trong hai năm đại sư huynh cùng nhị sư huynh vụng trộm trở về tham gia sư phụ hôn lễ nhị sư huynh vụng trộm đặt trước cái hôn sau đó lại đi cứu ta ta bị ném bỏ sao ta thành ngoại nhân sao giảng bắc cũng dắt tóc kém chút lại từ trên tường rào cắm xuống đi cái này gia hỏa sư nương ở chỗ này giả a hắn hỏi tiêu y tiêu muội muội ngươi sư nương ở chỗ này sao tiêu vê nghiêng đầu lại nhìn qua giảng bắc giảng bắc sững sờ ngươi ngươi làm sao như muốn khóc bộ dáng Tiêu vê xoa xoa đại bạch mặt, ta cũng không biết rõ ta có sư nương. Bịch. Giảng bắt lần này thật đứng không yên, từ trên tường rào tế xuống. Đây đều là người nào a? À? Có thế có chút bình thường sao? Mà ở phía xa nghe tuyên vân tâm mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Qua tốt một một lát, tuyên vân tâm mới hỏi Phương Hiếu, thiều thừa tiền bối cái gì thời điểm có đạo lữ rồi. Phương Hiếu cũng là mặt mũi tràn đây mộng bức, nàng lắc đầu, thân là tề châu người nàng biểu thị cũng không rõ ràng, không biết rõ, ta, ta không nghe nói. Thiều Thừa tại Tế Châu rất nổi danh, không chỉ bởi vì hắn là Lăng Tiêu phái nguyên anh trưởng lão, càng nhiều bởi vì hắn là kế ngôn sư phụ. Dạy dỗ ra một vị yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài, lực áp Tệ Châu thế hệ tuổi trẻ. Tại Tế Châu, người có lẽ sẽ không biết rõ Lăng Tiêu phái trưởng môn tên gọi là gì, nhưng tuyệt đối sẽ biết rõ kế ngôn sư phụ tên gọi là gì. Đồng thời Thiều Thừa tại Tệ Châu danh tiếng rất tốt, tính cách tính tình ôn hòa, làm người đôn hậu trung thực, là một cái công nhận người hiền lành. Theo đạo lý tới nói, Thiều Thừa nếu như kết hôn tất nhiên sẽ để tê châu người biết rõ. Nhưng làm phương gia gia chủ phương hiểu lại nửa điểm tin tức cũng không có thu được. Phương hiếu nhịn không được suy đoán, hẳn là mấy năm này không thấy, thiều thừa tiền bối lấy vợ. Nâng còn có một câu không có nói ra. Không phải nói ưa thích an thiên nhạn tiền bối sao. Mà đồng dạng ở phía xa xem trò vui nhau đứt mấy người cũng là sững sở. Ngao thương nhịn không được đến hỏi Trương Tòng Long, quy, hắn có sư nương sao? Trương Tòng Long trong lòng ngầm bực, ngao thương đối với hắn không có nửa điểm khách khí cùng tôn kính đơn giản coi hắn là hạ nhân đồng dạng hắn hừ một tiếng không từng nghe nói sau đồ ngữ khí khẳng định nói không có khả năng có bao dịch nghe xong cười đến càng thêm vui vẻ rất tốt tiếp tục để hắn tìm hắn sư nương tìm không đến chính là đem tất cả làm đồ đần đùa nghịch kết quả là trong bóng tối cổ động phía dưới đám người lại một lần nữa lớn tiếng hô hảo để lữ thiếu khanh đem hẳn sư nương kêu đi ra sư nương a nàng không ở nơi này a à, lữ thiếu khanh để đám người nhao nhao suýt càng phát ra nhận định lữ thiếu khanh là đang khoác lác nói dối muốn cố y đục nước béo cò đem chuyện này cho che giấu đi qua mọi người ở đây muốn nói chút gì thời điểm lữ thiếu khanh lại trước một bước mở miệng được rồi vì để cho các ngươi yên tâm ta chỉ có thế ủy khuất chính mình ta mang các ngươi đi tìm ta sư nương để cho ta sư nương cho ta chứng minh để cho ta sư nương chính miệng nói cho các ngươi biết ta có tương lai đạo lữ ta cùng nam tiểu nữ chỉ là phố thông bằng hữu quan hệ dạng này đi không có. Đám người lập tức trầm mặt xuống, liền liên ngao đức, bao dịch bọn hắn người cũng không biết rõ như thế nào cổ động. Đi an. Rất nhanh có người hô to, ngươi bây giờ liền dẫn đường. Mang liên mang, liền sợ các ngươi không dám tới. Lữ thiếu khanh bước đầu tiên bước ra, như là không trung đạo bước, hướng phía nơi xa mà đi. Nhìn xem lữ thiếu khanh nói đến sát có việc, còn tự thân dần đường tiến về, giảng bắt lần nữa hỏi tiêu y, tiêu muội muội, ngươi xác định, ngươi thật không biết rõ ngươi có sư. Nương sao? Tiêu Y tiếp tục xoa xoa trong tay linh sủng, lần này là đến phiên xoa tiểu bạch mặt, đại bạch đã chạy đến một bên trốn tránh, mặt của nó đã bị xoa sưng lên. Ngao Đức bên này, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu ly khai, Trương Tòng Long nhịn không được nhắc nhở, xem chừng hẳn muốn mượn cơ chạy. Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt, Trương Tòng Long đã lĩnh giáo không ít. Trương Tòng Long biết rồi, đối với một cái dám ở tông môn đại điển trên dám hô lên đầu hàng nhận thua người mà nói, mặt mũi cái gì căn bản không trọng yếu. Mượn cơ hội nửa đường chạy đi tuyệt không để cho người ta kỳ quái. Bao dịch cười ha ha, yên tâm, nhiều người như vậy di theo, hắn dám chạy di, đời này đừng nghĩ nhất lên đầu tới. Ngao đức đẳng không mà lên, bá khí nói, đi thôi, nhóm chúng ta đi theo, hắn coi như muốn chạy trốn, cũng phải hỏi một chút ta cùng không đồng ý. Lữ thiếu khanh dẫn đầu, tiêu y, giảng nam, giảng bắt mấy cái vội vàng đi theo, nhân vật chính đều dân đầu, những người khác lần lượt đuối theo, cuối cùng cơ hồ là tất cả mọi. Người đi theo. Đối đám người mà nói, đến một bước này, bọn hẳn muốn nhìn lữ thiếu khanh kết cuộc như thế nào không phải chính là một chuyện cười người đều thích xem người khác chê cười chỉ cần không phải phát sinh trên người mình trò cười chính là mình vui vẻ bao dịp nhìn xem ở phía trước không nhanh không chậm đi đường lữ thiếu khanh cười lạnh liên tục đến một bước này hắn đâm lao phải theo lao nhìn hẳn kết cục như thế não ngao thương cười đến rất vui vẻ thể xác tỉnh thần thư sướng cảm thấy thế giới này mỹ lệ hắn ha ha nói cục diện như vậy trừ bỏ bị đánh chết bên ngoài hắn không còn cách nào khác đến thời điểm ta nhất định phải đi xem hắn biểu lộ hung hãn thưởng thức bị lữ thiếu khanh thu thập đoạt trữ vật giới chỉ thù này không đội trời chung bất quá theo thời gian trôi qua trương tòng long bỗng nhiên nói không thích hợp không thích hợp ngao thương khó chịu nhất chính là nghe được cái từ này hần cũng không muốn còn ra hiện biến cố gì hắn quay đầu quát lớn một tiếng ngươi biết cái gì hắn hiện tại đã là vô kế khả thi hắn là đang trì hoãn thời gian trương tòng long dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn xem ngao thương không có đầu óc gia hỏa hẳn khê nói, ngươi không có phát hiện hẳn di phương hướng là nơi nào. Sao? Trải qua Trương Tòng Long một nhắc nhớ như vậy, Ngao Đức, Bao Dịch đều kịp phản ứng. Bao Dịch nhìn qua Ngao Đức, chần chờ nói, Ngao Huynh, cái này, là nhà ngươi phương hướng. Ngao Đức gật gật đầu, khăn định nói, là hướng ta Ngao gia phương hướng không tệ. Hắn muốn làm gì? Ngao thương kinh ngạc, chẳng lẽ hắn phát hiện là nhóm chúng ta ở sau lưng giỏ trò quỷ? Sẽ không? Ngao Đức cùng Bao Dịch liếc nhau, song phương đều có thế chắc chắn sẽ không bị Lữ Thiếu Khanh phát hiện. Cái này thời điểm, nơi xa cũng có người đưa ra chất vấn, đều đi thật lâu, ngươi sư nương đâu? Ta sư nương, tại Ngao Gia A. Chương 1193, ngươi cho dù có đạo Lữ, cũng là cặn bã nam. Sư nương tại Ngao Gia. Câu nói này lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh sư nương cái gì thời điểm tại Ngao Gia rõi? Chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh cùng Ngao Gia có quan hệ sao? Lữ Thiếu Khanh sư nương đừng nói là là Ngao Gia người tiêu y thật sự là nhịn không được nàng vội vàng tăng thêm tốc độ đi vào lữ thiếu khanh bên người thấp giọng hỏi nhị sư huynh nhóm chúng ta thật sự có sư nương đối với tiêu y vấn đề lữ thiếu khanh chỉ là cười hắc hắc không có giải thích chỉ là nói đến ngươi liền biết rõ tuyên vân tâm một đoàn người cũng là nghĩ hoặc vạn phần lữ thiếu khanh cùng ngao gia có quan hệ sao nếu là có quan hệ vì sao đi vào ngươi thành về sau trước tiên liên hố ngao gia người ngao đức bên này thì là càng thêm mộng bức ngao gia cái gì thời điểm có lữ thiếu khanh sư nương Ngao Đức thậm chí nhịn không được không hỏi Ngao Lương, Ngao Tuyến hai huynh đệ, chi thứ bên trong có người trở thành hắn sư nương sao? Ngao Lương, Ngao Tuyến đều là một mặt mộng bức, cái này cũng không nghe nói a. À. Lữ Thiếu Khanh một phen, đưa tới tất cả mọi người hứng thú, lập tức gấp rút bước chân, theo sát Lữ Thiếu Khanh. Mênh mông đung đưa một đám người đi tới một chỗ trang viên, ở vào ngươi bên cạnh thành duyên, rời xa trung tâm thành phố. Trang viên nơi này cửa lớn khóa chặt, trận pháp lấp lóe, có người trấn giữ, nhìn tựa hồ đề phòng xâm nhiên tiêu y ngược lại đến hỏi giảng bắc nơi này là cái gì địa phương giảng bắc nghĩ ngờ đánh giá một phen nơi này là ngao gia địa phương bất quá ta cũng không biết rõ nơi này dùng để làm cái gì nơi này địa phương cùng giảng bắc dàn xếp cho lữ thiếu khanh địa phương đều là thuộc về gia tộc vắng vẻ địa phương tại gia tộc phạm vi bên trong nhưng là khu vực biên giới không được coi trọng mà ngao đức sắc mặt đã sớm vô cùng âm trăm ngao thương cản là lần đầu tiên nhìn thấy về sau kinh hô một tiếng đáng chết hẳn tới đây muốn làm gì hẳn là cái kia nữ nhân là hắn sư nương. Bao dịch kìm nén không được tò mò trong lòng, Ngao Huynh, nơi này là cái gì địa phương? Có ai ở bên trong? Ngao Đức không có trả lời bao dịch vấn đề, mà là một cái lắc mình xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Hắn ánh mắt xâm nhiên, băng lãnh quét mắt tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Cút về, nơi này không có người sư nương. Đối với Ngao Đức xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh không có ngoài y muốn, ngược lại đối với hắn cười lạnh. Ngược lại đối mọi người nói, ta sư nương liền tại bên trong, bất quá có vẻ như ngao đức công tử không có ý định để cho ta gặp nàng. vì cái gì không cho a? À? tiêu y cái thứ nhất không vui, trực tiếp quát lên. nâng cũng rất nghĩ đến nàng sư nương là ai đây. đúng a, à, vì cái gì không cho? đây là hãng sự nương, người ngao gia lại bá đạo cũng không thể không cho người ta gặp nhau a. À? hắn sư nương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? cùng ngao gia có quan hệ gì? ngao công tử, ngươi liền để hắn sư nương ra gặp một lần chứ sao? đám người nghị luận ầm y, cản phát tò mò. Làm đến hiện tại, trong lòng mọi người hiếu kỳ đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Đều nghĩ nhau nhau tận mắt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sư nương là người phương nào. Ngao Đức sắc mặt cản phát ra âm trầm, liền liền bao dịch biểu lộ cũng đi theo khó nhìn lên. Có vẻ như, sự tình phát triển có điểm không đúng. Lúc đầu những người này nhằm vào hẳn là Lữ Thiếu Khanh, nhưng là hiện tại đầu mâu đã nhắm ngay Ngao Đức. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tim đối Ngao Đức nói, đến, để cho ta đi vào mời ta sư nương ra chỉ cần ta sư nương ra nói mấy câu, ta liền có thể tẩy thoát quan khuất, để mọi người tin tưởng ta là một cái xuất khí, chính trực, thành thật, hiền lành tốt đẹp thanh niên. Ta đi. Không ít người nghe vậy, nhao nhao im lặng, trong lòng hung hăng nhã rảnh. Có dạng này khen chính mình sao? Gia mặt đúng là đây. Ngao Đức đương nhiên không nguyện y để Lữ Thiếu Khanh đi vào, hắn hừ một tiếng, ngươi vốn là cùng giảng nam quan hệ thật không minh bạch, không cần đến làm sáng tỏ. Ai nói ngươi có tương lai đạo lữ, ngươi liền sẽ không hái hoa ngắt cỏ muốn chỉ, kia chỉ là ngươi tương lai đạo lữ, không phải chính thức đạo lữ. Lại nói, có đạo lữ, bắt đầu loạn vứt bỏ cuối cùng sự tình cũng không phải là không thể được. Giảng Nam là giảng gia dòng chính, thiên tài đại tiếu thư, dung mạo có một không hai thiên hạ, ngươi dám nói ngươi không động tâm. Mọi người chính là không quen nhìn ngươi cặn bã nam hành vi, muốn thu thập ngươi, ra giảng nam ra một hơi. Thật không hổ là ngao gia dòng chính, mặc dù thiên phú có chút khiếm khuyết, nhưng phương diện khác lại là không thể bắt bẻ. Hắn mấy câu nói đó, thay đối hướng gió, một lần nữa đem chủ đề cho kéo trở vẽ, nhắc nhở bên trong người sự tình hôm nay là cái gì, để đám người đem đầu mâu lần nữa nhắm. Ngay Lữ Thiếu Khanh. Chủ đề của ngày hôm nay chính là đánh chết cặn bã nam, giải cứu tiên nữ. Bao dịch gặp tình thế tốt đẹp, cũng trước tiên nhảy ra, quát to, không sai, ta tuyệt đối không cho phép có người hỏng nam muội muội danh dự. Bao dịch, giảng nam số một người theo đuổi, hẳn vừa xuất hiện, những người khác cũng nhao nhao di theo gầm thép, giận dữ mắng mỏ. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa trở thành công địch, hôm nay tự hổ không chết ở nơi này đều khó mà thoát thân. Bên cạnh nhìn mạnh tiểu lại một lần lo lắng. Mặc dù rất tức giận Lữ Thiếu Khanh có tương lai đạo lữ, nhưng là như bây giờ tình huống vẫn là để nàng nhìn không được lo lắng, làm sao bây giờ? Hắn sẽ có hay không có sự? Tình. Quảng Đại Ngư vẫn như cũ là rất vui vẻ, hôm nay, hắn ở chỗ này không chiếm được lợi ích. Ngao Đức cùng bao dịch rõ ràng là liên thủ tới đối phó hẳn, có phiền phức rồi. Mạnh Tiếu thở phì phò cho Quảng Đại Ngư một cước, không có lương tâm gia hỏa, hẳn đối ngươi tốt như vậy ngươi đã quên ngươi lại nói những lời này ta đánh ngươi hắn tốt với ta quản đại ngưu kém chút kêu oan hắn đánh ta đều mập mấy cân hắn hiện tại rơi xuống cái này tình trạng còn không phải hẳn phách lối nguyên nhân tần gái liền tán gái còn dám rêu rao khắp nơi đây không phải tự tìm phiền phức sao ngươi lại nói mạnh tiểu đã giơ lên nắm đấm của mình chuẩn bị chào hỏi quản đại ngưu quản đại ngưu vội vàng nói đừng xúc động hẳn không chết được có giảng bắt giảng nam tại, hẳn không chết được, bất quá có lẽ phải ăn chút đau khổ. Đây cũng là quảng đại ngư vui vẻ nguyên nhân, chỉ cần không chết người, Lữ Thiếu Khanh bị thu thập là hẳn muốn đi gặp nhất. Phương hiểu nhưng lại có khác biệt ý kiến, nàng đối Lữ Thiếu Khanh có lòng tin, ta nghe tiêu y muội muội nói qua, Lữ công tử, không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Mạnh tiếu tự hồ tìm được trị âm, hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, tóc đâm thành hai viên viên thuốc trên dưới lắc lư, không sai, ta cũng nghe gợn muội muội nói qua câu nói. Này! Quản Đại Ngưu không tin, điều môi, cho tớ. Bây giờ, hắn còn có thể làm cái gì? Lúc này, Ngao Đức lần nữa hét lớn một tiếng, tiếu tử, nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi mơ tưởng lửa gạt quá quan. Chương 1194, Ngao Gia giam giữ ta sự nương. Ngao Đức tiến một bước ép sát, ngươi hôm nay không cho đám người một cái công đạo, việc này không xong. Phiền toái. Vô luận là giảng Bắc, giảng Nam, vẫn là tuyên vân tâm một đoàn người, bọn hắn đều biết rõ Lữ Thiếu Khanh gặp được đại phiền toái. Ngao Đức từng bước ép sát, Lữ Thiếu Khanh không có cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn thật sẽ trở thành công địch. Mọi người còn nói lời vô dụng làm gì, cùng một chỗ ra tay đi. Đúng, không sai, thu thập hắn, để hắn biết rõ mạo phạm giảng nam tiểu thư hậu quả. Nhóm chúng ta tuyệt đối không cho phép có người khinh nhờn giảng nam tiểu thư. Ngao Đức, bao dịch người lại tại âm thầm cổ động, đám người lại một lần nữa quần tình mãnh liệt. Tại bọn hắn sắp xuất thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại là hét lớn một tiếng, tựa như tại tất cả mọi người bên tai rỗng lên một tiếng. Chậm, chậm đã. Ta, ta có thể cho các ngươi một cái công đạo. Lữ Thiếu Khanh tự hồ mười phần kinh hoảng, nói chuyện lắp bắp, ta, ta, ta dùng đạo tâm phát, thề. Cái này, dạng này có thể đã chứng minh a. À. Đám người trầm mặt, đạo tâm thề sao? Hơi không cẩn thận, đạo tâm liền sẽ bị hủy, triệt để trở thành phế nhân. Duy chỉ có hiếu qua Lữ Thiếu Khanh người, như tiêu y, lộ ra nụ cười vui vẻ, tuyên vân tâm thì là biểu môi tâm tình không hiểu có mấy phần hỏng bét, không có biện pháp, trí nhớ xa xôi lần nữa hiển hiện công kích nàng, không để cho nàng thoải mái. Đạo tâm thề, đối với người khác mà nói, tuyệt đối không đám tùy tiện nếm thử. Nhưng là đối với Lữ Thiếu Khanh, cái này sự tình, không có áp lực chút nào. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng thề, ta lấy đạo tâm thề, hiện tại ta cùng giảng nam không có bất kỳ quan hệ mập mờ, ta không có theo đuối nàng, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu. Ta còn có thể thề, ta tới đây, thật là vì rửa sạch trong sạch mà tới cái này một cái, đám người không thế không tin. Không có người nào dám tâm đạo tâm mở ra trò đùa. Mà ngao đức, bao dịch sắc mặt thì hết sức khó coi. Bởi như vậy, kế hoạch của bọn hắn thất bại rõi. Lữ thiếu khanh thề vũ để đem trước tất cả lời đồn đại đánh trúng vỡ nát. Cái gì truy cầu giảng nam, cái gì mập mờ không rõ, cái gì ở tế, cái gì ở nhà chờ sinh toàn diện tan thành mây khói. Nhìn xem đám người trầm mặt, nhìn qua lữ thiếu khanh ánh mắt đần dần trở nên bình thản không còn có loại kia muốn đánh chết hẳn hung ác tuyên vân tâm có chút hừ một tiếng một đám ngu xuẩn nhìn qua nơi xa lữ thiếu khanh ánh mắt nàng ánh mắt phức tạp cái này gia hỏa để cho người ta vừa yêu vừa hận ha ha bông nhiên có người cười lên ha hả đám người theo danh vọng di lại là bao dịch đang cười bao dịch cười ha ha trong lòng chỉ cảm thấy thư sướng vô cùng mặc dù tính toán lữ thiếu khanh thất bại nhưng là có thể để cho lữ thiếu khanh trước mặt mọi người thề rủ sạch cùng giảng nam quan hệ y vị này hắn còn có cơ hội không cần lo lắng giảng nam bị người đoạt đi ở đây tất cả mọi người còn có người so với hắn điều kiện càng tốt sao ngoại trừ hắn còn có ai so với hắn thích hợp hơn giảng nam mà lại hắn cười ha ha chế giễu lên lữ thiếu khanh trước đó ngươi không phải rất dũng sao hiện tại đối mặt với nhiều người như vậy sợ rồi lần này còn có thế để lữ thiếu khanh trước mặt mọi người mất mặt đơn giản không nên quá hoàng mỹ để hẳn hung hăng ra một hơi lần này cũng coi là hoàng mỹ kết thúc công việc đối mặt bao dịch chế dẻo lữ thiếu khanh không có sinh khí ngược lại là đối giảng nam nói ngươi nhìn lần này sự tình tuyệt đối có phần của hắn giảng nam biểu lộ không có gì thay đổi biểu lộ bình tĩnh như trước nhưng là nàng con mắt nhìn bao dịch một chút để bao dịch cảm giác được giống như đối mặt với một tòa băng sơn đồng dạng bao dịch sắc mặt cứng đờ theo bản năng phủ nhận nói ta không phải không phải ta không liên quan gì đến ta cho nữ thần lưu lại ấn tượng xấu liếm cả một đời đều liếm không trở lại Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn quát lớn, hôm nay những chuyện này đều là ngươi cùng Ngao Đức cố y làm ra. Âm thầm cố động nhiều như vậy tiểu khả ái tới cửa tìm ta phiền phức, Ngao Đức còn cố y đem ta sư nương tâm tù. Tuy là kinh hải. Lời này vừa nói ra, đám người. Cái gì? Ngao Đức cầm tù hắn sự nương. Hắn sư nương là ai? Tại sao muốn cảm tù? Hẳn là đây là Ngao gia tộc nhân, Ngao gia không đồng ý cửa hôn sự này, cho nên đem nàng nhốt lại. Có khả năng, dù sao đại gia tộc nha, Lữ Thiếu Khanh sư môn còn không vào được Ngao Gia phát nhãn. Ngao Gia, làm việc chính là bá khí. Cái gì bá khí, cái này gọi bá đạo, không nói đạo ly. Cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, mọi người không nên hiểu lâm, ta sư nương không phải Ngao Gia người, ta sư nương chính tông tê châu người, đi vào. Trung châu nơi này chỉ vì nhìn xem tiếu bối, kết quả bị cầm tù ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, đầm người xôn xao. Không phải đâu, không phải Ngao Gia người, tại sao muốn cầm tù? là có chuyện gì mạo phạm ngao gia sao? Mạo phạm ngao gia, lấy ngao gia phong cách làm việc, đã sớm giết, chỗ nào sẽ còn cầm tù? Ngao gia muốn làm gì? Ngao đức sắc mặt âm trầm, ngao thương cũng không nhịn được nhảy ra, gầm thét, ngươi bớt ở chỗ này nói hô nói vượng, nơi này không có ngươi sư nương. Ngươi cút cho tạ. Dựa vào cái gì lữ thiếu khanh bi vẫn không hiếu, mười phần ủy khuất hô hào, ta muốn gặp mặt ta sư nương cũng không cho sao. Các ngươi ngao gia cứ như vậy bá đạo sao? có phải hay không các ngươi thân là trung châu ngũ gia ba phái một trong ngư bức hống hống xem thường nhóm chúng ta những châu khác người nhóm chúng ta những châu khác người tại các ngươi trung châu trong mắt người chính là ngoại lai đồ nhà quê mặc cho các ngươi khi dễ đúng hay không người ở chỗ này không đơn giản có trung châu người cũng không ít là đến từ những châu khác tu sĩ có chút tới đây cầu học có tới đây du lịch tu hành các loại nguyên nhân trung châu người đối với những châu khác người có một loại cảm giác ưu việt những châu khác người tại Trung Châu nơi này trôi qua cũng không phải rất dễ chịu, xung đột kia là thường xuyên có. Nếu như không phải người thành nơi này không cho phép hứa chân nhân đánh nhau, đã sớm chết tốn thương vô số. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh như thế một hô, đưa tới mọi người cộng minh. Đúng a, à, Trung Châu người chính là bá đạo như vậy sao? Ngao gia a, à, uy phong thật to. Cẩn thận một chút, đừng trách móc lớn tiếng như vậy, không phải người ta đem ngươi chọc tới nhốt lại. Đúng, đúng, khiêu khích không dậy nối. Thậm chí liền liên một ít trung châu người mà thôi không quen nhìn ngao gia cách làm. Ngao gia quá phận, đây không phải tại bại hoại nhóm chúng ta trung châu thanh danh của người sao. Kỳ thật đều là bọn hắn tại hoành hành bá đạo, kết quả để nhóm chúng ta trung châu tất cả mọi người là bọn hắn tính tiên, thanh danh đều bị bọn hắn bôi xấu. Người chung quanh tiếng nghị luận truyền vào ngao đức trong tai, ngao đức sắc mặt càng thêm khó coi. Đầu mâu, đám người đầu mâu lần nữa chỉ hướng hắn. Chương 1195, ta xem một chút cái kia không muốn mặt dám nhảy ra, hắn ánh mắt lơ đãng quét qua đứng ở đằng xa trương tông long trương tông long hiện tại như là một người ngoài cuộc đứng ở đảng xa làng lặng nhìn xem hí kịch ghê tẩm gia hỏa ngao đức trong lòng nổi nóng không nghĩ tới thật đúng là bị trương tòng long nói trúng. thật đúng là bị lữ thiếu khanh lợi dụng trái lại đối phó hắn nhiều người như vậy trong chất tại nơi này bị lữ thiếu khanh kiểu nói này ngày mai toàn bộ trung châu cũng sẽ ở truyền hắn ngao gia bá đạo ức hiếp những châu khác người hân hiện tại rất mất mặt hắn làm sự tình mặc dù không tử tế không nhân nghĩa, không bị phát hiện cũng không có gì. Bị phát hiện, khẳng định sẽ bị rất nhiều người chỉ trích. Bất quá cho dù dạng này, hắn cũng không có ý định để người ở bên trong ra. Ngao gia làm việc bá đạo, chưa từng nhìn sắc mặt của người khác. Coi như bị người nói ngao gia khi dễ người khác, lấy mạnh hiếp yếu, cũng không quan hệ. Dù sao đều bị người nói như vậy quen thuộc. Nhưng là, hắn không thể để cho người ở bên trong ra, để người ở bên trong ra, chẳng khác nào hắn cúi đầu, ngao gia mặt mũi triệt để không có. Cho nên, áo đang lạnh lùng đối lữ thiếu khanh nói ngươi thức thời hiện tại liền lãng nếu không chính là cùng ta ngao gia là địch qua ngao gia thật là lợi hại a à? lữ thiếu khanh vỗ ngực kêu lên ta mặc kệ ta sư nương ở chỗ này ta muốn đi gặp nàng ta muốn đem nàng tiếp đi không thế để cho nàng ở chỗ này bị ngươi khi dễ thân là đệ tử há có thể nhìn thấy sư nương bị người khi dễ mà mặc kệ liền xem như ngươi ngao gia ta cũng không sợ lữ thiếu khanh lớn tiếng nói một bộ dù là muốn cùng người trong thiên hạ là địch dáng vẻ cũng không sợ đám người nhịn không được là lữ thiếu khanh lớn tiếng gọi tốt, tốt. Đây mới là chúng ta tu sĩ mẫu mực. Nên như thế, thân là đồ đệ, há có nhìn thấy sư nương bị khi phụ mà mặc kệ. Ngao Đức lạnh lùng nói, tiếp đi. Nằm mơ. Đừng nói tiếp đi, liền liền bên trong người, Ngao Đức cũng không tính để hẳn ra. Bốc lên cái đầu lộ cái mặt đều coi như hắn ngao da ném mặt to. Ta liền không cho nàng ra, ngươi lại có thế như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn dám cùng ta ngao da là địch? Lữ thiếu khanh lắc đầu, không có ý định cùng ngươi ngao gia là địch, nhưng là các ngươi ngao gia khinh người quá đáng, ta phải hướng các ngươi đòi một lời giải thích. Đến quyết đấu đi. Ngao Đức ngạo nghề mà đứng, hắn thiên phú không được, thực lực cảnh giới tại cùng thế hệ bên trong không tính đột xuất. Nhưng là trước mắt Lữ Thiếu Khanh cho hắn một loại rất yếu cảm giác, để hắn mười phần tự tin. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ta yếu như vậy, ta đánh không lại ngươi a. Ngao Đức ánh mắt cản phát ra kinh miệt, đánh không lại ta ngươi còn gọi. Nụ cười trên mặt hắn cản tăng lên, đón lấy, lữ thiếu khanh tiếp tục truyền tới ta để cho ta sư huynh tới sư nương hắn cũng có phần kêu ngao đức tiểu dung ngưng kết nhìn xem cười thương mại tim lữ thiếu khanh hắn rất muốn một bàn tay quất vào lữ thiếu khanh trên mặt ngươi làm sao không cho sư phụ ngươi đến đâu kế ngôn là hóa thân cảnh giới hơn nữa còn là hết sức trẻ tuổi hóa thần tim lực vô hạn làm cho người ngắm lại đều cảm thấy đáng sợ ngao đức cũng là bởi vì kế ngôn tồn tại bị lữ thiếu khanh hố về sau mới một mực chịu dựng không có đi gây sự với lữ thiếu khanh không phải dựa theo ngao gia phong cách làm việc, sớm đã dùng các loại biện pháp đi làm chết lữ thiếu khanh. Thế nào, không đám sao? Không chỉ là ngao đức không lời nào để nói, liền liền người chung quanh cũng là mười phần im lặng. Để ngao đức lại đối phó một vị hóa thần, cùng để một đứa bé đi đối phó một vị võ lâm cao thủ khác nhau ở chỗ nào? Tiểu nhân vô. Ngao thương hệt lớn, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Lữ thiếu khanh kinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, ta sợ ta đánh chết ngươi. Không dám cùng ta sư huynh đánh, liền mau để cho ta sư nương ra. Không phải ta liền xông vào. Xông vào. Ngao thương tự hồ nghe đến chuyện cười lớn, trực tiếp cười, ngươi dám xông vào ta ngao gia. Ngao đức thì đăng đăng sát khí, trong ngôn ngữ trần đầy uy hiếp, ngươi dám xông vào, chờ đợi ngươi chính là tử vong. Vì sư nương, cho dù là nỗ lực ta đầu này mạng nhỏ, ta cũng ở đây không tiếc. Lữ thiếu khanh một phen nói đến không ít người nhiệt huyết sôi trào, chân nam nhân lẽ ra nên như vậy. Tới đi. Ngao đức lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi như thế xông vào. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, vất vất tay, đối giảng nam nói, đến, ngươi giúp ta mở đường. Ta sát. Ở một bên xem trò vui giảng bắt kém chút một đầu ngã quy. Ngao đức sắc mặt cứng đờ. Ngao thương lại một lần nữa gầm thét, tiểu nhân vô sĩ. Giảng nam nguyên anh chính tăng cảnh giới, cùng thế hệ bên trong, có lẽ chỉ có Mỹ cần có thế đề ép được nàng. Nàng muốn xuất thủ, ngao đức bọn hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản ngao đức đem ánh mắt dời về phía bao dịch bọn hắn vẫn là minh hữu tới nhưng là bao dịch bên này đã là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao hắn cũng không dám lại nhảy ra lại nhảy ra hắn còn muốn hay không nữ thần hảo cảm giản nam ngươi dám đối địch với ngao gia nhìn xem giảng nam chạy tới cửa chính trước đó hắn lại không dám tiến lên cản trở ngao đức chỉ có thế hết lớn một tiếng đem chính mình gia tộc dời ra ngoài đây là giữa những người tuổi trẻ sự tình ngươi đừng hơi một tí liền đem ngao gia dời ra ngoài không chơi nối ngươi liền để nhà ngươi đại nhân ra. Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi ngao gia cái nào lão bất tử không biết xấu hổ như vậy. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, một tiếng nói già nua vang lên, giảng nam nha đầu, có chút quá. Một vị lão giả theo thanh âm rơi xuống xuất hiện. Nhưng mà hắn xuất hiện về sau, người ở chỗ này trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, qua một một lát, không ít người nhịn không được thối phù một tiếng cười lên. Mặt của lão giả sắc lập tức tăng như là gan heo, cực kỳ khó coi. Ngao đức bọn người thấy được người tới về sau, Sắc mặt hết sức khó xử, đây không phải đâm vào trên lưỡi thương sao? Nhưng là đến đều tới, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ hành lễ, ngũ trưởng lão. Là Ngao gia thất trưởng lão, là Ngao Tăng, nghe nói trước đó không lâu đã đột phá ba tầng cảnh giới. Ngao gia trưởng lão cuối cùng ra mặt. Nhưng là, cái này cũng chính như hắn lời nói, không muốn mặt a. À. Không có biện pháp, ai bảo hắn vừa vặn ra, đây cũng quá trùng hợp a. À. Ha ha, có trò hay để nhìn. Ngao Tăng cái kia khí a, à, phẫn nộ hắn thổi râu ria hung tợn nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh tiểu tử ngươi thật là lớn chó lá gan dám đối địch với ngao gia chết không có gì đáng tiếc sau khi nói xong đối lữ thiếu khanh một trưởng vỗ hạ nói xuất thủ liền xuất thủ làm việc bá đạo đây chính là ngao gia lữ thiếu khanh không có bối rối hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nhìn xem hắn bỗng nhiên trên bầu trời một vòng quang mang chợt lóc lên một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống phù một tiếng ngao tăng thủ trưởng bị đâm xuyên tiên huyết vấy ra chương 1196, có khoảng cách thế hệ cũng đừng dính vào. Một thanh phi kiếm xuyên qua ngao tăng thủ trưởng, trên không trung lưu lại một đạo tơ máu, lại trở về mà quay về. Ken. Phi kiếm trở vào bao, phát ra thanh âm thanh thúy. Một cái áo trắng thân ảnh xuất hiện. Nhìn người nọ, không ít người kinh hô một tiếng, là kế ngôn. Kế ngôn. Lại là kế ngôn. Kế ngôn cũng tới. Hắn thật tới. Một vị không đủ 30 tuổi hóa thần cao thủ, một vị so mị càng còn mạnh hơn kiếm tu. Kế ngôn đại danh đã sớm vang vọng Trung Châu, chưa thấy qua, cũng đều nghe nói qua. Kế ngôn biểu lộ lạnh lùng, phong mang kiếm y để hắn như là một vị kiếm tiên giáng lâm ở chỗ này. Ánh mắt như kiếm, biểu lộ như đao, tràn ngập ra một cổ khó mà hình dung qua nhân khí chất. Để vô số nữ tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Kế ngôn một khi biểu diễn liền bắt làm tù bình vô số nữ tu sĩ phương tâm. Nàng nhóm nhìn qua kế ngôn, nhảy lên kịch liệt trái tìm như là hưu con sông loạn, nàng nhóm rất có xúc động đem kế ngôn đoạt lại nhà. Ngao tăng cúi đầu khó có thể tin chính nhìn xem thủ chướng, ở giữa mặt vào một cái hố, máu thịt be bét, miệng vết thương như là có vô số con kiến tại cắn xé hẳn huyết nhục. Còn từng bước hướng trong thân thế của hắn khuếch tán. Thật là đáng sợ kiếm y. Ngao tăng sắc mặt nghiêm túc, cổ kiếm y này tỉnh thuần phong mang, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Bất quá hắn dù sao cũng là hóa thân, mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị ăn một cái thiệt thòi, nhưng hãng không có quá nhiều bối rối. Hắn tâm thần khẽ động, linh lực trong cơ thể tuôn ra, đem kế ngôn lưu tại vết thương của hắn chỗ kiếm y thanh từ. Thủ trưởng bên trong vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cuối cùng không lưu lại nửa điểm vết sẹo. Ngao tăng lạnh lùng nhìn xem kế ngôn, tốt tiểu tử, lại dám đánh lén. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không thế không cảm thần kế ngôn xuất chúng. Lăng lặng đứng ở đăng kia, phản phất giữa thiên địa cả một thanh kiếm, phong mang ấn mà không lộ, cho người ta một loại cảm giác chói mắt đối mặt ngao tăng kế ngôn lạnh nhạt nhìn tới không có đem hắn để ở trong lòng nhìn thấy kế ngôn như thế lạnh nhạt thậm chí đều chẳng muốn cùng hắn nói nhiều một câu ngao tăng sát mặt có chút nhịn không được rồi đồng thời trong lòng lửa giận càng tăng lên ta dù sao cũng là một vị hóa thần hơn nữa còn cao hơn ngươi một cảnh giới ngươi cái này mau đầu tiếu tử ở trước mặt ta có tư cách gì nhưng túng hừ tề châu tu sĩ đều là vô lễ như thế sao ai nha mở địa đồ pháo sao lữ thiếu khanh vỗ vỗ tiêu y Tiêu y lúc này chửi ầm lên. Từ đâu tới lão bất tử? Có xấu hố hay không? Giữa những người tuổi trẻ sự tình, ngươi cũng ra nhúng tay, không ngại mất mặt sao. Ngao gia là năm nhà ba phái một trong, cái gì thời điểm phát ra người như ngươi rồi? Vẫn là nói, các ngươi ngao gia vẫn luôn là bộ dạng này. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy lão lớn ấu là gia huống của các ngươi A. Lão đầu, niên kỷ đến liên nên nhận mệnh chịu già, ngươi cùng giữa những người tuổi trẻ khoảng cách thế hệ so ngươi nếp nhăn trên mặt còn muốn sâu, người tuổi trẻ sự tình ngươi dính vào làm gì? Tới làm thằng hề, cho người ta chế giễu sao? Đến rồi. Giảng bắt nhìn qua ngao tăng ánh mắt nhịn không được nhiều hơn mấy phần đồng tình. Liền liền ngao đức mấy người cũng là như thế, đồng tình nhìn lấy mình ngũ trưởng lão. Tiêu vê miệng bọn hắn đã lình giáo qua. Có thế đem người tư sống tức chết. Hy vọng ngũ trưởng lão có thể chịu được đi. Ngao đức, ngao thương trong lòng bọn họ âm thầm cầu nguyện. Nếu là ngao tăng ở chỗ này bị tiêu y mắng thổ huyết, ngao gia mặt sẽ chỉ ném đến cản thêm lợi hại. Tuyên Vân Tâm bên này, Tuyên Vân Tâm bọn người buồn cười, nha đầu này vẫn là trước sau như một miệng lưỡi bén nhọn. Quản đại ngưu đau lòng nhất ốc, đều là cái kia gia hỏa dạy, đem người cho làm hư. Câu nói này không có người phản đối, Tiêu Y mắng chữ người công phu là học của ai, bọn hắn đều biết rõ. Tiêu Y một phen mắng xong về sau, xem trò vui tất cả mọi người nghe dại. Đần độn nhìn qua Tiêu Y, bọn hắn rất khó tưởng tượng những này lời mắng người là từ Tiêu Y bên trong miệng nói ra được. Tướng Mạo luôn vui vẻ tiểu nha đầu, lại có thể trách mắng những này có thể đem nhân khí chết, quả thực cho không ít người to lớn xung kích. Ngao tăng bên này bị tức đến toàn thân loạn chiến, đã lớn như vậy liền bị không ai dạng này mắng qua. Mãn hẳn không muốn mặt có thế, nhưng là không thể mắng hắn lão. Hắn vẫn chưa tới một ngừng tuổi, đối một cái hóa thân mà nói, cái này chỉ là hắn thanh niên thời khắc. Tuổi. Hắn cũng là ngư. Cái gì thời điểm nói có râu ria, có tóc trắng chính là lão nhân. Thối, xuống nha đầu, muốn chết. Ngao tăng nhịn không được, nơi này là ngao gia địa phương hắn có thể tùy y động thủ ngao tăng hét lớn một tiếng lại một lần nữa một chưởng vỗ xuống tới gào thép linh khí tụ đến to lớn thủ trưởng chấn thiên tế nhật như là một tòa đại sơn áp xuống tới cảm giác áp bách mạnh mẽ để cùng di theo những người kia sắc mặt đại biến hai chân run rẩy không ít người tại cổ này dưới áp lực đứng cũng không vững nhao nhao ngã xuống đất sợ đến kém chút tè ra quần nhanh chạy mau đi a à, đây là hóa thần uy áp không phải nhóm chúng ta có thể ngăn cản được cứu, cứu mạng. Đối mặt với ngao tăng áp lực thật lớn, tiêu y không có nửa điểm lo lắng. Nói đùa, có hai vị sư huynh ở chỗ này, nàng sẽ còn sợ một cái chỉ là hóa thần. Ken. Vô khâu kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Một vòng kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua, to lớn thủ trưởng lại lần nữa bị đâm xuyên. Lần này ngao tăng học tỉnh, kịp thời trốn tránh, tự thân thủ trưởng mới không có lần nữa bị đâm xuyên. Hắn lạnh lùng nhìn xem kế ngôn, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Hắn lại liếc mắt nhìn lẫn mất xa xa đám người, trong lòng có chủ y, cười lạnh, đưa ra đề nghị, người ta đều là hóa thần, đi quyết đấu các quá phiền toái, ngay ở chỗ này lớn da. Dụng lĩnh vực so đấu so đấu gì? Nghe được ngao tăng đề nghị, kiến thức rộng nhân nhân không ở thấp giọng nghị luận lên. Ta dựa vào, hèn hạ A. À? Chẳng những hèn hạ, còn vô sĩ đây. Đúng vậy A, à, quá vô sĩ. Kế ngôn chỉ sợ không được A. À. Sao có thể đi đâu? Hắn mới bao nhiêu tuổi? niên kỷ nhẹ nhàng liền đã hóa thần sơ kỳ, tầng hai cảnh giới, tất cả thời gian đều thả tại trên việc tu luyện, lĩnh vực còn không có. In ngộ A. Coi như lĩnh ngộ, cũng không có khả năng hơn được ngao tăng, ngao tăng đều bảy tám trăm tuổi, chăng những lĩnh ngộ lĩnh vực, đã sớm hoàn thiện thuần thục một tân thủ. Làm sao có thế cùng hãng so? Kế ngôn lần này phiền toái. Đám người nghị luận âm, đều cảm thấy ngao tăng quá hèn hạ vô sĩ. Ngao tăng xem thường, ngược lại đắc y đối kế ngôn nói, như thế nào, có dám hay không? gì? Kế ngôn nhàn nhạt mở miệng. Chương 1197, cho ta một hiệp thu thập hắn. Ngao Tăng nhìn thấy kế ngôn đáp ứng, cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt lóe ra đắc y cùng giảo hoạt. Ngươi một cái con nít chưa mọc lông, cũng đám so với ta. Hắn chỉ vào bầu trời nói, đến phía trên đi thôi. Lấy thực lực của hai người trên mặt đất đánh nhau, hơi tác động đến một cái, chính là một mảnh tử thương. Lữ Thiếu Khanh đối kế ngôn nói, đừng nương tay a, à, tốt chiến tốt thắng, tốt nhất một chiêu bắt hắn cho thu thập lạc hàng này ngươi còn lề mà lẻ mề, đánh mười mấy cái hiệp mới có thế đem hắn đánh ngã, ngươi đừng nói nhận biết ta, ta ngại mất mặt. Những lời này rơi vào những người khác trong tai, lập tức một mảnh xôn xao. Không thế nào, hắn coi là ngao tăng là ai. Quá mức đi, khoác lát cũng muốn tuân thủ cơ bản đi, một hiệp liền thu thập ngao tăng, hắn có phải hay không không biết rõ hóa thần ba tầng thực lực. Cái này gia hỏa, tự đại quá mức, cho là có cái sư huynh thì ngon a. À. Đám người lại một lần nữa nghị luận lên, đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh rất có thể trang kế ngôn bất quá là hóa thần tăng hai cảnh giới, so với ngao tăng còn thấp một cảnh giới đây. Quảng đại ngưu sau khi nghe được, điều môi, lập tức hô hào, nhìn, cái này gia hỏa lại tại khoác lắc. Coi là ngao tăng là tiểu hài tử sao. Một hiệp liền thu thập rơi. Có thể tại mấy trăm hiệp đánh bại ngao tăng, kế ngôn công tử đều tính yêu nghiệt. Lời này liền xem như đối lữ thiếu khanh nhất có hảo cảm mạnh tiếu cũng không cách nào phản bác. Hóa thần nếu là dễ dàng như vậy bị thu thập liền không gọi hóa thần. Ngao tăng nghe vậy, giận quá mà cười, nhìn chăm chăm lữ thiếu khanh trong mắt không che giấu được sát y tiểu tử cung vọng tự đại chờ sau đó ta sẽ hảo hảo dạy bảo dạy bảo ngươi để ngươi biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đi lên hắn quát to một tiếng chính mình dẫn đầu sông lên trời kế ngôn tự nhiên cũng đi theo đi lên song phương rất mau tới đến trên trời xa xa tương đối người phía dưới ngẩng đầu nhìn ngàn mét trên bầu trời như là con kiến lớn nhỏ hai người không ít người nhao nhao tế ra phòng hộ thủ đoạn có chút loại pháp khí kia sinh ra một cái vòng phòng hộ, cũng có bày ra một cái lâm thời trận pháp, cũng có người khô giòn. Linh lực vận chuyển, dùng linh khí hộ thuẫn đến bảo vệ mình. Lần này là hóa thần ở giữa chiến đấu, đối với chúng ta mà nói, đây là ít có kỳ ngộ, đến nhìn kỳ. Hai người trực tiếp dùng lĩnh vực quyết đấu sao? Lĩnh vực, cũng không biết rõ ta có hay không cơ hội có thể tiến vào cảnh giới kia. Ngao Đức ngấn đầu nhìn lên trên trời, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Chỉ cần Ngao Tăng đánh bại kế ngôn, hôm nay ngao gia rất tất cả mặt đều có thế kiếm về ngao thương cười lạnh đối lữ thiếu khanh nói không biết rõ trời cao đất rộng gia hỏa chờ chết đi lữ thiếu khanh cười ha ha muốn hay không đánh cược năm ngàn vạn mai linh thạch như thế nào ngao thương lập tức ngậm miệng lại hắn hiện tại nghèo đến quần thủng có cộng lông linh thạch không có linh thạch sao bắt các ngươi nhà thệ ước lệnh bài đến cũng được bên cạnh giảng bắt trực tiếp bồ tay rồi thật muốn đem năm nhà ba phái thệ ước lệnh bài tập hợp đủ sao ngao thương lúc này khẽ quát một tiếng thật can đảm loại này đồ vật ngươi cũng dám nghĩ ngươi tính là gì đỡ vật ngao đức cũng không nhịn được mở miệng vô trí tiểu nhĩ năm nhà ba phái thể ước lệnh bài há lại ngươi có thế chỉ nhiễm ngươi liền hỏi lên tư cách đều không có ở bên cạnh giảng bắc kìm nền đến rất vất vả hắn rất nghĩ thông miệng nói cho ngao đức thể ước lệnh bài lữ thiếu khanh trong tay đã có bốn cái lữ thiếu khanh lộ ra tất xem thường đối giảng bắc nói nhìn mặc dù cùng là năm nhà ba phái nhưng ngao gia so với ngươi giảng gia kém không phải một chút điểm. Ngươi có thể bởi vì ngươi giảng gia thân phận mà kiêu ngạo. Giảng Nam muốn cầm đầu đi đụng lử Thiếu Khanh. Ngao Đức thì bị tức đến lửa giận không ngừng xuất hiện, cũng hận không thể dùng đầu đâm chết lử Thiếu Khanh, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi đối ngươi ngủ trưởng lão không có lòng tin a, à, không dám cũng ta đánh cược, còn không phải sợ hắn thua. Ngao Đức nghe vậy, nộ khí bỗng nhiên toàn bộ tiêu tán, cười lên, ngươi thật sự cho rằng sư huynh của ngươi thắng chắc. Ngươi liền trợn to con mắt của ngươi hảo hảo nhìn xem đi nhìn xem ngũ trưởng lão như thế nào thu thập ngươi sư huynh đến thời điểm ngươi cũng trốn không thoát theo ngao đức dứt lời dưới trên bầu trời cũng truyền tới ba động đám người ánh mắt trong nháy mắt chăm chú nhìn chăm chăm phía trên tại mọi người trong mắt trên trời hai người tự hồ trốn vào một cái không gian khác thân ảnh của hai người trở nên mờ di như là chìm vào đáy nước phía dưới mặt nước phía trên gợn sóng không ngừng đứng ngoài quan sát tầm mắt của người chỉ có thế miễn cưỡng nhìn thấy thân ảnh của bọn hẳn đây chính là lĩnh vực sao cảm nhận được bên cạnh hai người không gian tản mát ra làm người ta kinh ngạc trung rẩy ba động không ít người sắc mặt trắng bệch giống bọn hẳn loại cảnh giới này bị cuốn vào sẽ bị trong nháy mắt dảo sát liên đới linh hồn cũng sẽ bị dảo sát đến làm sạch sẽ chỉ toàn bất quá nhìn tự như là ngao tăng chiếm thượng phong đúng vậy a à, ngao tăng khu vực quá lớn hoàn toàn đem kế ngôn lĩnh vực ngăn chặn thật là khủng bố cái này đều có trong vòng 3 bốn dặm phạm vi a đúng vậy a à, nghe nói kinh khủng tồn tại lĩnh vực có thế một khi thi triển có thế có trăm vạn dặm ngàn vạn dặm kế ngôn có vẻ như bị áp suất tại một chỗ hắn phạm vi giống như rất nhỏ kế ngôn thế mà cũng lĩnh ngộ lĩnh vực thiên phú kinh người bất quá rất đáng tiếc hắn gặp ngao tăng hiện tại xem ra ngao tăng so với hắn càng hơn một thua bất quá hắn thua cũng không oan trên bầu trời ngao tăng đã tại trong lĩnh vực xuất thủ hắn một chướng vung ra cường đại linh lực hội tụ trên bầu trời phát ra tiếng oanh minh lực lượng cường đại phản phất muốn xé rách hư không một cái tựa như thần ma thủ chưởng hướng phía kế ngôn rơi xuống ngồi trên mặt đất đám người cảm giác được kinh phong trận trận như là đối mặt với bạo phong phong nhãn cảm giác ác bách mạnh mẽ cũng tự họ muốn đem thân thế bọn họ xé trách để bọn hắn hô hấp khó khăn thật thật mạnh không ít người quá sợ hãi kinh hô liên tục nhìn thấy ngao tăng tựa hồ chiếm cứ thượng phong ngao đức đám người sắc mặt mừng rỡ hừ hắn nhất định phải thua ngao thương lường lử thiếu khanh một chút mười phần đắc y nói nói cho ngươi, ngũ trưởng lão lĩnh vực có thể để hắn đánh ra uy lực phát. Thuộc gia tăng gấp 3. Sư huynh của ngươi, nhất định phải thua. Ngao Đức mang trên mặt ngạo nghề, lòng tin tràn đầy, đối lữ thiếu khanh nói, đợi chút nữa ta có thể đại phát từ bi, cho ngươi đi vì ngươi sư huynh nhặt xác. Nhưng mà sau một khắc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến hết thảm một tiếng. a, à, không, không có khả năng. Ngao Tăng kinh hoảng thanh âm truyền đến, đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Ngao Tăng thân thể bị xuyên thủng, Tiên huyết phun tung tóe, một đầu từ trên trời cắm xuống đến, kế ngôn cầm kiếm nhi lập, như cửu thiên kiếm thần đứng lặng. Chương 1198, hắn, không sợ trời không sợ đất. Tất cả mọi người chấn kinh. Nhìn xem Ngao Tăng như là như lưu tỉnh rơi xuống, tiên huyết phun ra trên không trung hình thành một mảnh huyết vụ, dễ thấy chói mắt. Tất cả mọi người ngây dại. Cái này kết thúc rồi à? Ngao Tăng cứ như vậy bại? Không, không có khả năng. Ngao Đức, Ngao Thương bọn người kêu to lên, ông đâu? biểu lộ dữ tợn, không thể tin được sự thật này. Cái này thế nhưng là bọn hắn gia tộc ngũ trưởng lão, luyện hư không ra, hóa thần chính là cao đoan nhất sức chiến đấu. Mặc dù Ngao Tăng không phải Ngao gia mạnh nhất hóa thần, nhưng cũng không phải yếu nhất hóa thần, dù sao cũng là hóa thần ba tầng cảnh giới. Đặt ở những châu khác, thỏa thỏa đệ nhất nhân. Đối mặt kế ngôn loại này thanh niên, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Lui một vạn bước tới nói, coi như kế ngôn yêu nghiệt, coi như kế ngôn là chiến thân chuyển thế, Ngao Tăng đánh không lại, nhưng cũng không đến mức một hiệp liền bị đánh bại mới đúng hiện đây này chính như lữ thiếu khanh lời nói một hiệp liền bị kế ngôn thu thập cái này mẹ nó ai có thể tiếp thu được bình thường thế giới bên trong cảnh giới càng cao thực lực càng mạnh mới đúng bình thường về phong ứng nên ngao tăng ngăn chặn kế ngôn song phương đại chiến mấy trăm cái thậm chí hơn ngần cái hiệp cuối cùng kế ngôn cảnh giới kém một chút thực lực hơi yếu một chút thua với ngao tăng mới đúng hiện tại lại là ngao tăng bị một hiệp đánh bại đám người cảm giác được thể giới quan của bản thân bị lật đố. Cho nên, không đơn thuần là ngao gia người không thể nào tiếp thu được, liền liền vây quanh xem trò vui đám người cũng khó có thế tiếp nhận. Cái này quá mẹ nó không hợp thói thường, như thế nào tiếp thu được. Nhìn xem như là kiếm thần đông dạng kế ngôn, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra thật sâu kính sợ. Quá mạnh. Một kiếm liền đem ngao tăng đánh bại, dạng này chiến tích kinh thường quần hùng, ai có thế sánh vai. Tuyên vân tâm nhìn xem kế ngôn, nhịn không được thấp giọng sợ hãi tháng phục, quá cường đại giả tôn thần sắc cuồng nhiệt, hận không thể tiến lên, quỳ gối kế ngôn trước mặt, quỷ bái, không hổ là kế ngôn công tử, quả nhiên thiên hạ vô dịch. Hắn bởi vì kế ngôn lưu tại trong cơ thể hần một cổ kiếm y, để hắn trở thành một thiên tài, bước vào nguyên anh cảnh giới không phải là mộng. Hắn đã là kế ngôn phan cuồng. Quảng đại ngư mặc dù đối lữ thiếu khanh có ý kiến, nhưng đối với kế ngôn, hắn ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Quả nhiên lợi hại, quá mạnh, bị cần cùng hẳn so, tựa như một đống phân. Mạnh tiếu thì cười hì hì, tại cái này thời điểm, cũng không quên nhớ một cái lữ thiếu khanh, kia gia hỏa, nhìn người thật chuẩn, nói lập tức thu thập hết liền lập tức. Quảng đại ngư bỗng nhiên chỉ vào lữ thiếu khanh hô hào, hắn muốn làm gì gì? Đám người nhìn lại, chỉ gặp lữ thiếu khanh hướng phía ngao tăng phóng đi, tại ngao tăng ngã rơi xuống đất thời điểm, đem hắn tiếp được, vỗ đầu của hắn hô to, ngao tăng. Tiền bối, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Ai nha, ngươi tỉnh, không nên chết. Đám người thấy mười phần im lặng, đại ca, hắn làm sao vậy, chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Lữ Thiếu Khanh hơi nâng lấy Ngao Tăng rơi xuống, đám người phát hiện Ngao Tăng đã ngất đi, vết thương trên người đình chỉ đổ máu, nhưng vân như củ huyết hồ mơ hồ, thấy. Nhìn thấy mà giật mình. Lữ Thiếu Khanh rơi xuống về sau, còn thuận tay hướng Ngao Tăng bên trong miệng lấp mấy cái đang dược, tự hồ là đang chữa thương cho hắn. Không ít người thấy cảnh này, nhìn không được suy đoán. Là sợ Ngao Tăng chết rồi, triệt để đắc tội Ngao Gia sao? Rất bình thường, hắn lại cùng ngạo, cũng không dám triệt đế đối địch với Ngao Gia cũng là a, à, đừng nhìn hiện tại hắn sự huynh thắng, nhưng vẫn là đắc tội không nối ngao gia. Người trẻ tuổi này không tệ, không có lỗ mãn, biết tiếng thối. Ai, hắn bộ dạng này làm, sẽ để cho hắn sư huynh thắng lợi ảm đạm phai mờ, lộ ra hắn nhu nhược không chịu nối. Tuyên vân tâm bên này một đoàn người, quảng đại ngưu nghe được những người khác nghị luận, lúc này coi nhẹ, ngây thơ, khi gia hỏa sẽ sợ. Quảng đại ngưu cùng Lữ Thiếu Khanh kết bạn mà đi một đoạn thời gian, Lữ Thiếu Khanh hố yêu tộc, hố thiên cung môn, tính toán hóa thần, liên đới yêu tộc đại lão cũng dám. Đối. Ngao gia mặc dù là năm nhà ba phái một trong, nhưng còn không đến mức đế lữ thiếu khanh sợ hãi. Giả tôn đối lữ thiếu khanh hiếu rõ không nhiều, cũng bị lữ thiếu khanh thu thập qua. Hắn đối lữ thiếu khanh hiểu rõ nhận biết vẫn là dừng lại tại Đông Châu tiếp xúc kia đoạn thời gian. Lữ thiếu khanh đánh người giết người thời điểm, đều phải hỏi một câu nhà ngươi có hay không hóa thần. Cho nên giả tôn trong lòng người là như thế này cho rằng, hắn nói, mọi người nói không sai a à, lữ công tử hẳn là sợ đắc tội ngao gia, cho nên mới muốn cứu ngao tăng ngao gia thế lớn hẳn cũng không nguyện y triệt để đắc tội di tuyên vân tâm nhàn nhạt nói hắn không sợ trời không sợ đất ánh mắt nhìn qua lữ thiếu khanh mang theo không đồng dạng ánh mắt tuyên vân tâm cùng lữ thiếu khanh đã từng quen biết thậm chí chung đụng một đoạn thời gian đừng nhìn lữ thiếu khanh cả ngày hô hào sợ cái này sợ kia chỉ có tiếp xúc qua hắn hiểu qua hắn mới biết rõ hắn không sợ trời không sợ đất ai trêu chọc hắn chờ lấy hối hận đi người chung quanh tiếng nghị luận cũng bị ngao đức bọn người nghe được. Ngao thương càng là cái eo thăng tắc nhìn qua lữ thiếu khanh ánh mắt đã mang theo kinh miệt, trong lòng cười lạnh, kết quả là, ngươi còn không phải sợ ta ngao gia. Hiện tại biết rõ sợ. Ngao thương cười lạnh, dứng ra, đối lữ thiếu khanh nói, đem ngũ trưởng lão đưa tới đi. Hảo y của ngươi, nhóm chúng ta cũng sẽ không cảm kích. Cái gì? Lữ thiếu khanh giật mình, không thể tin được chính mình nghe được, ta thế nhưng là cứu được các ngươi ngũ trưởng lão, các ngươi ngao gia đều là bạch nhân lang. Sao? Cái này đều không lĩnh tình. Quả nhiên. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh phản ứng, được nghe lại Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người trong lòng thâm nghĩ, quả nhiên là sợ Ngao Gia. Không ít người âm thầm lắc đầu, trong lòng xem thường Lữ Thiếu Khanh. Gạo đức hừ lạnh một tiếng, bá khí nói, Ngao Gia, không cần loại người như ngươi để lấy lòng. Hừ, trước đó đắc tội ta Ngao Gia, bộ dáng như hiện tại làm liền có thể đế cho ta không cùng người so đo. Nấm mơ gì? Người thức thời, mau đem ngũ trưởng lão đưa tới coi là thật không lình tình. Lữ Thiếu Khanh lân nữa hỏi, thành khấn đối Ngao Đức nói, không lĩnh tình, chờ sau đó đừng hối hận nha. Cảm kích. Ngao Thương cười ha ha, đến bây giờ, ngươi mới nghĩ đến nhóm chúng ta dẫn ngươi tình. Ngươi sợ không phải đầu óc hỏng a? À. Ngao Đức lần nữa bá khí nói, không dẫn ngươi tình, lại như thế nào? Cảm kích, cho ta ba ngần vạn mai linh thạch, người trả lại các ngươi. Đáng tiếc các ngươi không lình tình, Lữ Thiếu Khanh sờ lên căm, trầm ngâm một lát, một chấm triệu, ngô, tự hồ có chút quá mức chia đôi di. Không lĩnh tình, cho ta 5.000 vạn mai linh thạch, người, trả lại các ngươi. Chương 1199, Ngao Gia Đại Nhân đến. Bầu trời ngận lam, ánh nắng thật ấm áp, thổi qua gió rất kinh nhu, bí mật mang theo linh khí gió, quét tại người trên mặt, như là kinh nhu hai tay đang vuốt ve lấy khuôn mặt. Để cho người ta quên phiền não, thế xác tỉnh thần vui vẻ. Nhưng là, hiện tại đầm người tự hồ cảm giác được kinh nhu gió đã biến thành cuồng phong. Thình lình có một loại gió thật to, ta nghe không rõ ràng cảm giác không ít người vuốt vuốt lỗ tai của mình, lần nữa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm kêu lấy hắn mới vừa rồi không có nói chuyện a. À. Nói cái gì? Mới vừa rồi là chính mình nghe nhầm a. À. Cái gì là cảm kích 3000 vạn mai linh thạch, không lĩnh tình 5000 vạn mai linh thạch. Xa xa quảng đại ngu lúc này quát lên, nhìn, ta đã nói rồi, cái này gọi sợ ngao da. Đây là dọa dẫm bắt chẹt, hắn vẫn là trước sau như một hỗn đáng. Cái này gia hỏa liền luyện hư kỳ đại lão cũng dám dọa đẫm, ngao da lại như thế nào? luyện hư kỳ đại lão không ra, hóa thần còn trấn không được hắn. Người vây xem cũng ngây dại. Đây là hướng ngao gia bắt chẹt sao? Tiếp được ngao tăng không phải sợ ngao gia, mà là hướng ngao gia muốn linh thạch. Rất nhiều người muốn phát điên, bọn hắn đều coi thường lữ thiếu khanh lá gan, sợ. Cái này hắn A chính là gan to bằng trời A. Ngao đức, ngao thương mấy người cũng ngây dại. Về phần ngao lương muốn khóc, quả nhiên, cái này hỗn đảng quả nhiên là không có đem ngao gia để vào mắt. Hiện tại trước mặt mọi người bắt chẹt ngao gia, hắn là sống ngán sao? Ngao Đức sắc mặt trong nháy mắt khó coi giống như Ngao Tăng chết, ngươi nói cái gì? Dẫn ngươi tình, ba ngàn vạn mai linh thạch, không dẫn ngươi tình, ngươi mẹ nó còn tăng giá. Ngươi tính là gì đô vật? Ngao Đức trong lòng hận y trùng thiên, đáng chết gia hỏa, dọa dâm hắn không nói, còn dám dọa dâm Ngao gia. Thật coi hắn Ngao gia dễ khi dễ sao? Ta không tính là gì đô vật a, à, chủ yếu hãng tính là gì đô vật. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bên người nói. Ngao Tăng bị hơi nâng lấy lơ lửng giữa không trung, buông thông đầu, nếu như không phải còn có hô hấp, tất cả mọi người cho là hắn đã chết. Ngao đức các loại ngao gia đám người càng thêm nối giận, hỗn đảng, ngươi là tại gõ ta ngao gia. Ngươi muốn cùng ta ngao gia là địch sao? Lữ thiếu khanh vội vàng khoát tay, chớ nói nhảm, ta tôn kính nhất các ngươi năm nhà ba phái, các ngươi vẫn luôn là ta hướng tới mục tiêu. Ta đi. Không ít người trong lòng nhịn không được nhã rảnh. Cái này gọi tôn kính sao? Ngươi có phải hay không đối tôn kính hai chữ có sự hiểu lầm? Nói tôn kính, lại đem người ta trưởng lão chụp làm con tin, bắt chẹt người ta. Loại này thao tác, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đặt ở toàn bộ Trung Châu cũng là tương đương bắn nố thao tác. Đáng chết, mau thả người. Ngao thương chỉ vào lữ thiếu khanh hét lớn, trần trụi sát y không che giấu được, cuồng bạo khí tức không ngừng phát ra, không phi. Không phải thế nào. Lữ thiếu khanh tuyệt không sợ, ngược lại cười hỏi lại, ngươi muốn cùng ta sư huynh đánh một trận sao? Thao. Ngao thương trong nháy mắt tịt ngòi. Nhìn qua áo trắng như tuyết, phiêu giật như trần đứng ở bên cạnh như là một vị tuấn lãng ngọc công tử kế ngôn ngao đức bọn người cảm giác được vô cùng biệt khuất biệt khuất đến bọn hắn thổ huyết thần là ngao gia đệ tử chưa hề cảm nhận được như thế biệt khuất đây là lần thứ nhất ngay này qua ngày khác bọn hắn không thể thế nhưng kế ngôn là hóa thân cực kỳ cường hãn liên đối bọn hẳn ngũ trưởng lão đều không phải là đối thủ của kế ngôn bọn hắn mấy cái này hậu bối liên thủ cũng không làm gì được kế ngôn đối mặt với lữ thiếu khanh Ngao Đức chỉ có thế lần nữa đem chính mình Ngao Gia khiên ra đến, tiểu tử, ngươi muốn cân nhắc rõ ràng, ngươi đắc tội Ngao Gia sẽ có hậu quả. Gì? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cái này gia hỏa một mực tại cải cọ, tới tới lui lui liên sẽ câu nói này. Ai, xem ra thực lực yếu, tại trong gia tộc nói chuyện đều không đủ lớn tiếng A. Lữ Thiếu Khanh đổi Ngao Đức nói, ngươi gì đem ngươi nhà đại nhân gọi tới, không làm chủ được, cũng đừng ở chỗ này chỉ là lãng phí ta thời gian. Một phen lại đem Ngao Đức mấy cá nhân khí đến lửa giận bay thẳng đỉnh đầu bọn hắn liền chưa thấy qua như thế ghê tởm gia hỏa. Ngao Đức cái này thời điểm lại nhịn không được hướng Trương Tòng Long chỗ ấy nhìn thoáng qua, trong lòng của hắn đã có mấy phần hối hận. Sớm biết rõ sự tình sẽ phát triển đến dạng này, hắn cũng không cần cái này biện pháp. Vốn nghĩ lợi dụng nhiều người đến bức tử Lữ Thiếu Khanh, kết quả ngược lại bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng, ngược lại đem đám lửa này thuận thế đốt tới trên người hắn. Hiện tại tốt, hắn đã bị buộc đến thổ huyết. Hắn chỉ hận thực lực của mình không đủ, không phải nhất định đánh chết Lữ Thiếu Khanh ngươi, đáng chết. Ngao Đức vẫn hận nhìn chảm chầm Lữ Thiếu Khanh, thanh âm khàn giọng, như là một đầu bị buộc đến tuyệt lộ giả thú phát ra gào thét. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, lớn tiếng la hét, không thể nào, các ngươi thật không có đem hắn để ở trong lòng sao? Đều cái này thời điểm, ngươi còn muốn ở chỗ này lề mà lề mẻ, hẳn còn có phải hay không các ngươi ngao gia trưởng lão? Trong lòng các ngươi đến cùng có hay không hẳn? Nhất định chụp mũ cài lên đến, ép tới ngao đức toàn thân phát run Ngay tại cái này thời điểm, cốt cục vang lên một thanh âm, nhẹ bồng bềnh từ đăng xa truyền đến. Tiểu gia hỏa, ngươi làm được rất quá đáng a. À. Thanh âm rơi xuống, tiếp lấy có một cái trường bào màu xám lão giả xuất hiện. Lão giả mặt trắng không râu, tóc dài màu trắng tùy y tầng phê trên vai, tựa như trò chơi nhân gian tiên nhân. Nhưng là hắn xuất hiện về sau, đám người cảm nhận được một cổ áp lực vô hình giáng lâm, giống như có một loại bị hung thú để mắt tới Trung. Cảm giác, để cho người ta không rét mà. Hai, nhị trưởng lão. Ngao Đức, Ngao thương mấy người lập tức mừng rỡ, liền vội vàng hành lẻ. Bên cạnh cũng có người thấp giọng hô: là Ngao gia nhị trưởng lão, Ngao Hổ. là Ngao Hổ, hắn, hắn tới. Nghe nói đã là hóa thần hậu kỳ tồn tại, thực lực chân chính không có người biết rõ. Hắn đã rất nhiều năm không có xuất thủ, không nghĩ tới thế mà bắt hắn cho treo chọc tới. Hắn tại túi trẻ thời điểm, thể nhưng là nhất đại ma vương a, giết người vô số, kế ngôn lợi hại hơn nữa, cũng không thế nào là Ngao Hổ đối thủ. Lần này bọn hãn phiền phức lớn rồi. Ngao hổ xuất hiện, không ít da đầu rung lên, cũng vội vàng đối ngao hô xa xa hành lẻ. Ngao hổ ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sắc bén. Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt nhìn tới, ngao hổ có lẽ rất mạnh, nhưng là tại cùng thánh chủ giao thủ qua, được chứng kiến tương quỷ, càng là giết tế thân Lữ Thiếu Khanh xem. Ra, ngao hổ cũng liên như thế. Huống chỉ, đối mặt nha, ai sợ ai. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đối mặt ngao hổ, thời gian tự hồ đình chỉ đông dạng. Qua tốt một một lát, Ngao hổ mới thu hồi ánh mắt, nét mặt của hắn vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng là hắn trong ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo không dung đặt ngữ khí, thả người đi, chuyện lúc trước có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lữ thiếu khanh biểu môi, xem thường, thanh minh thái độ của mình, một tay giao linh thạch, một tay giao người. Chương 1200, ta phát lên điên đến, ngay cả chính ta đều sợ. Ở bên cạnh nghe giảng bắt suy chút nữa thì cho Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống tới. Đại ca, ngươi biết rõ hơn là ai sao? trước kia đây là có thể làm cho trung châu tiếu nhi dừng gáy tồn tại hiện tại mặc dù đã ẩn cư nhiều năm nhưng hung danh còn tại giản bắc rất muốn đối lữ thiếu khanh ngao một tiếng đại ca chúng ta thấy tốt thì lấy được hay không một tay giao linh thạch một tay giao người lời này truyền đến trong tai mọi người tất cả mọi người bó tay rồi cái này thời điểm ngươi còn dám tiếp tục dọa dâm bắt chẹt liền không thể thuận thế cúi đầu thuận sườn núi xuống lừa sao đối ngươi như vậy không có chỗ xấu a à? tuyên vân tâm nhịn không được nhẹ nhàng dùng tay mò chính một cái cái tráng nàng có nâng tráng xúc động cái này hỗn đản gia hỏa thật sự là không sợ chết sao quản đại ngư thấp giọng thầm mắng thật sự là con mất đều chui vào linh thạch bên trong đi cái này thế nhưng là ngao hổ a trước kia đại ma vương ngươi liền không sợ phương hiếu cũng là nở nụ cười khổ lữ công tử thực sự là vẫn là không có biến a mạnh tiếu cười tủm tím khen một câu có dũng khí quản đại ngư nhịn không được nhắc nhở mạnh tiểu một câu ngao hổ không phải ngao tăng ngao hổ là thiên tài trước kia tại trung châu nơi này nhấc lên gió tanh mưa máu rất nhiều người đều chết ở trên tay hẳn cho dù là năm nhà ba phái người cũng xê mà lại thực lực của hắn đã đạt tới hóa thần hậu kỳ kế ngôn công tử tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn mạnh tiểu lập tức lo lắng bất quá vẫn là đối lữ thiếu khanh có lòng tin yên tâm đi hắn lợi hại ra đây ngươi suy nghĩ một chút liệu xích tiền bối quảng đại ngưu càng thêm bó tay rồi liệu xích tiền bối chỗ ấy là bởi vì có cái kia chim nhỏ, cho hắn mặt mũi. Hiện tại, ai còn có thế để cho ngao hổ cho hắn mặt mũi? Lúc này, ngao hổ thanh âm truyền tới, tiểu tử, ngươi cử động lân này là tại áp chế ta ngao gia. Là ai cho ngươi lá gan, để ngươi làm như vậy? Sư môn của ngươi sao? Một cái tê châu tiểu môn phái. Ngao hổ thanh âm bình thản, nhưng là đầm người tự hồ trước mắt một mảnh đỏ thầm, thấy được một bức huyết nhiễm bầu trời cảnh tượng. Đây chính là sống mấy trăm năm, hơn ngần năm lão hồ ly, cùng ngao đức những này sống mấy chục năm người trẻ tuổi không đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh dầm đến áp chế ngao gia, như vậy ngao gia cũng có thể uy hiếp Lữ Thiếu Khanh sư môn. Dù sao Lữ Thiếu Khanh quần lót đều không khác mấy bị lột sạch sành xanh, lai lịch của hắn, thân phận của hắn không phải bí mật gì. Lãng tiêu phái tại Tê Châu xem như đại môn phái, nhưng ở ngao gia loại này đỉnh cấp đại thế lực trong mắt, lăng tiêu phái còn chưa đáng kể. Lần này, làm phiền ngươi đi. Treo chọc ngao gia, ngược lại sẽ cho mình sư môn mang đến tai họa không ít người nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thâm lắc đầu, có thể tiếc, cũng có mừng thâm. Đáng đời a à. Hiện tại ngươi còn có thể làm sao đâu. Ha ha, đại họa lâm đầu đi. Đây mới gọi là đâm lao phải theo lao. Lần này tốt, đưa tới nhau gia lửa giận. Cung không tranh thủ thời gian cúi đầu. Giảng bắt trong lông thở dài, vẫn là còn non chút. Giữa những người tuổi trẻ đánh nhau một chút, làm ồn ảo, không nên quá phận, thế hệ trước cũng chỉ có thể đủ mở con mắt, nhắm con mắt, sẽ không dễ dàng xuất thủ can thiệp. nhưng ngươi coi ngao tăng là con tinh chụp cái này cho ngao gia xuất thủ lý do. quả quyết phái ra nhị trưởng lão ngao hổ đến đây. nồi rõ ngao gia trước kia liền chú y đến nơi đây, đang chờ thời cơ thích hợp xuất thủ. quảng đại ngưu mặt âm trầm, thấp giọng nói, nhìn, chơi qua đầu. ngao gia người rất hèn hạ. mạnh tiểu giận giữ đá mặt đất, tưởng tượng lấy trên mặt đất tảng đá là ngao hổ, một cước một cước đạp chết hẳn. nâng hỏi quảng đại ngưu, có cái gì biện pháp sao? ngươi không phải thiên cơ cắt sao? Để nhà ngươi bên trong đại nhân tới. Quảng đại ngưu cười khố, lắc đầu. Coi như chịu đến, cũng đã không còn kịp rồi. Giả tôn có chút lắc đầu, thấp giọng nói, hiện tại tốt nhất biện pháp chính là thả ngao tăng, cúi đầu nhận sai mới được, không phải, phiền phức rất lớn. Kỳ thật, cúi đầu nhận sai cũng không có gì. Đối với giả tôn loại này xuất thân từ nhà giàu mới nối gia tộc người mà nói, có thời điểm cúi đầu ngược lại sẽ càng tốt hơn. Tuyên vân tâm lại nhàn nhạt nói, hắn sẽ không cúi đầu nói đùa nếu như hắn cúi đầu hắn liên không gọi lữ thiếu khanh tuyên vân tâm nhìn qua lữ thiếu khanh ánh mắt yếu ớt mang theo vài phần chờ mong còn như vậy thế cục trước mặt ngươi lại sẽ làm thế nào đâu tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người lữ thiếu khanh nhìn xem hắn sẽ như thế nào làm lữ thiếu khanh bên này trầm mặt không nói gì mà là nhìn xem ngao hổ ngao hổ biểu hiện được mười phần lạnh nhạt phong khinh vân đạm phản phất là cao cao tại thượng đế vương tại nhìn xuống lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh còn không có đáng giá bị hắn chân chính để ở trong lòng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, ngao đức trong lòng cái kia dễ chịu, toàn thân thoải mái hắn không mở miệng không được đến phát tiết chính một cái vui sướng. Nhà ta đại nhân đến, ngươi còn túng không? Tiểu tử, không thức thời, ngao gia để ngươi vạn kiếp không? Ba. Ngao đức lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một tiếng thanh thúy tiếng bạc tai cắt đứt. Đã hôn mê ngao tăng trên mặt xuất hiện một cái to lớn dấu bàn tay, đỏ bừng, làm người khác chú ý. Lữ Thiếu Khanh thu hồi thủ trưởng, chỉ vào Ngao Đức nói, thân thế run rẩy, đừng dọa ta, có người làm ta sợ, ta liền khống chế không nổi chính mình. Ta khởi sướng điên đến, ngay cả chính ta đều sợ. Tất cả mọi người kém chút đem đầu lưỡi của mình cản. Đây là sợ phản ứng sao? Bọn hắn đều cảm giác được khó có thể tin, về phần những cái kia nói Lữ Thiếu Khanh sẽ biết sợ cúi đầu người cản là ôm đầu, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Tại loại này tình huống phía dưới, còn dám rút ngao tăng một bàn tay đến phản kích. Nơi nào có sợ hãi dấu hiệu? hắn rốt cuộc là ai? Không ít người trong lòng gầm thét, đều như vậy, còn dám dùng thủ đoạn như vậy đến phản kích. Hắn thật không sợ ngao gia sao? Chỉ có kế ngôn lạnh nhạt ôm hai tay đứng ở bên cạnh, tiêu y thì cười đến mặt mày hớn hở. Nhìn một cái, đây chính là ta nhị sư huynh. Một đầm xỏa điểu, còn không biết rõ ta nhị sư huynh ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Ngươi, ngươi. Ngao đức ngây ngẩn cả người, sau đó phẫn nộ gầm hét lên, tiếu tử, ngươi đang tìm cái chết, ta muốn giết ngươi. Ba, lữ thiếu khanh lại một bàn tay quất vào ngao tăng trên mặt lần nữa chỉ vào ngao đức ngươi lại để thử một chút ngao đức toàn thân cứng ngắc trong nháy mắt cảm giác được đời này nhận lớn nhất sỉ nhục cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu như có thể hắn nghĩ mắt nhắm lại vừa mở ra hắn liền nhảy qua cái này đoạn thời gian không còn xuất hiện ở chỗ này ngao hổ biểu lộ cũng giật mình tuyệt đối không nghĩ tới lữ thiếu khanh sẽ là phản ứng như vậy có chút y tứ ngao hổ cười lạnh tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ